Ui ôi.
làm nữa vậy đâu. Anh đang nấu gì à? Trời ơi, chuẩn bị cơm canh mà. Cũng vừa đi rừng về. Em đi đường nào về đấy? Em đi mé trên này. Được cái gì không? Đấy, được một ít quả. Hay là qua đi một mình thôi. Em đi một mình thôi. Mệt quá. Mình đi. Mày có nhà anh ở đây nhỉ? Anh ở đây một mình à? Một mình thôi. Vợ con đây đâu? Không có vợ đâu. Mỗi mình. Nắng. Em ở lại anh ăn cơm không về? Thôi em uống tí nước. Đây anh vừa bắc nồi cơm lên. Em tí xong em về luôn thôi. Em về em còn bán mấy cái quả này ở chợ ấy. Em nồi cơm đấy, em ở đây đấy, anh cơm nhé. Anh cứ làm được anh nhiều quả phết nha. Mày có em ngồi nghỉ một tí em nồi cơm. Đi cái nồi cơm này. Ôi giờ muộn rồi, ở đây anh cơm này. Thôi em đi về đấy. Em uống rồi. Ôi cái này làm sao nó chạy cái này anh đập em tí nữa. Sao bị làm sao? Ôi giời. Đây à? Đập em tí. Xoát được. Cởi áo hẳn ra thế nào em? Đau, tôi thích quá. Ôi sướng đây. Đấm một em tí nữa, mạnh tí. Này, mạnh kia nha. Bình thường ở nhà thì ai bố ai đập cho này. Em có hay bị đau đâu, hôm nay em bị đau rồi. Ôi sướng thế, mạnh đập như này, đập cả đời anh đập được em ạ. Ôi sướng anh ơi. Đúng chỗ này không em? Đúng rồi đấy, sướng đây. Vừa nãy thì làm sao mà lại... Ôi sướng đây, anh ơi, mạnh thế anh ơi. Thôi em cởi cái áo này ra cho nó thoải mái nào. Có về được không? Không ở đây với anh nghỉ ngơi xong về. Có đi về được không? Không nằm anh nghỉ đây ngơi cho nó thoải mái về. Không sợ anh đâu mà, anh làm gì cho đâu. Em cảm ơn anh nhiều nhá. Không có chồng thì ở đây đã, không xa đâu mà. Em về nhá. Cảm ơn nhá. Em về thôi. Em đi về nhá. Ai mà em cho mấy củ măng này. Măng này. Đây măng có đầy rồi. Măng gái em rồi. Em xin để em đi bán kèm lấy cái quả này. Mang về ăn đi. Tiền mua sữa cho con. Nhưng con mấy tuổi rồi? Con em có được 3 tuổi rồi. Rồi anh cho em hết à? Thôi anh, ở đây anh ăn nhiều rồi. Anh không để lại à? Vài nãy đi rừng mới thấy nhặt về mà. Sao anh người tốt thế? Cảm ơn anh nhé. Tốt rồi. Cảm ơn nhé. Qua vào đây anh chơi nhé. Vâng. Anh tốt quá anh. Ở đây chả có gì đâu, có đồ dùng của anh nó đầy. Ê, khổ thân em gái này mà đấy.
bao tiền cân em? Cái này cho anh hết rồi đi. Mang đẹp nhỉ. Ngọt chết đi được. Chắc đủ rồi đấy chị ạ. Anh xin là lên thôi. Về nhá. Còn đây quả bé này mình mới mới lo. Miễn chê nhỉ chị nhỉ. Em có bim bim với.